mình là Mila và thú cưng ma thuật Morpho của mình có thể biến hình thành bất cứ thứ gì mình muốn. Này Mila, nhìn ba này. Con không thấy ba. Nhìn lên trên. Chào. Ngầu quá đi. Bà ngố quá. Thả ta ra Apple. Apple làm nữa. Có vui không hả? Không, không hề vui. Còn có ý kiến này, chúng ta đua đi. Hả? Nghe vui đó. Được rồi, ai tới được đỉnh núi trước thì người đó thắng. Chuẩn bị, xuất phát. Không, dừng lại đây. Ồ, họ nhanh thật đấy. Dạ, họ đang tới đỉnh núi đó. Chú từng đặt giải rồi đó. Đi thôi. Dẫn trước họ rồi. Mày thông minh thiệt ta. Giỏi lắm Morpho, chưa bao giờ mà thấy mình khỏe như vậy. Bà biết một con đường tắt đi hướng đó đi Morpho. Chúng ta bắt dấu họ rồi Morpho. Đúng vậy. Cái gì? Làm gì đi Morpho? Tuyệt thiệt. Đó là ngọn núi. Morpho mệt quá. Morpho cũng mệt nữa. Bà sẽ thắng cuộc đua này vì con Morpho. Không đâu. Ai thắng vậy? Tôi nghĩ là Hòa. Mà mệt thiệt đó. Sao? Đừng lo Mila, người làm tốt đạt giải thì luôn có hai giải thưởng mà. Hôm nay vui thật đó Morpho. Tôi cũng thấy vui thiệt đó. Ngay đây.
qua được ta. Không thể nào. Xe làm sao mà nhảy qua được? Xe tớ thì được, bởi vì xe của tớ có chân robot. Của tớ có tên lửa siêu tăng tốc. Xe đua kỳ lân của tớ có sự phép thuật có thể tạo ra cổng phép thuật. Để xem các cậu so làm sao được. Tàu tên lửa có thể chạy cực kỳ nhanh luôn. Thôi Morpho. Này các cậu, sao các cậu không đuổi theo? Nhưng mà Morpho đúng là chạy nhanh quá đi. Này các cậu, sao các cậu không cùng tớ lên con tàu tên lửa Morpho ha? Cùng đi nào. Với cỗ máy thời gian của giáo sư Raisit, không gì cản được bọn ta. Chúng ta phải ngăn chúng lại, Morpho. Biến hình thành siêu anh hùng khủng long nào. Thì các ngươi không thể phá hoại gì nữa. Ôi không, mọi chuyện đáng ra không phải là như vậy. Tốt lắm, Mila Morpho. Giờ hãy bắt tất cả bọn chúng lại để ta có thể đưa chúng về thời tiền sử. Nhanh, bắt lấy con khủng long ba sừng đi, Morpho. Ta nghĩ các cháu quên một con rồi nè. Ôi không, Morpho. Tới phòng thí nghiệm nhanh, chúng ta cần tìm ra Morpho đã tới đâu. Điện lộn xộn. Ráng một chút nha Morpho.
chắc là ổn rồi. May là cậu không sao. Thôi dừng lại nào. Không Offo, bây giờ tao muốn trở thành một con robot. Mình lại có một ý khác để bắt cậu ấy nè. Cùng nhau thực hiện đi. Morpho biến hình thành cái lồng. Không được làm loạn trong thành phố. Đã gây rất nhiều rắc rối trong thành phố. Mình xin lỗi Mila, Morpho. Mình không nên biến hình lần nào nữa. Có thể biến tụi mình về bình thường lại được không? Ôi không, tôi đang trở rất là vui mà. Cuốn hoàng. Thật là vui quá. Nhưng làm Morpho thật là quá khó. Mình vui vì lại được là chính mình. Chỉ có thể có duy nhất một Morpho, một April. Mọi người yêu hai cậu.
muốn đi xin kẹo với bọn tớ không, Phoebe? Xin lỗi các cậu, nhưng mẹ tớ không cho đi xin kẹo đâu. Đi thôi con. Ôi, tiếc ha. Vậy mình đi thôi, Marple. Xin lỗi nha, Phoebe. Nhưng con là phù thủy mà. Và con biết phù thủy sẽ bị gì vào đêm Halloween rồi đó. Tất cả phù thủy sẽ trở nên ác độc. Phải, đúng vậy. Ai tin mấy cái chuyện cũ rích đó chứ. Cảm biệt và cảm ơn ạ. Ô, nhìn đống kẹo này nè. Tiếc là Phoebe không đi được với tụi mình. Ô, Morpho, đồ hóa trang đó đẹp thật cậu ha. Ha, Morpho trông dễ sợ hơn. Ai gọi cửa vậy chứ? Hey, Phoebe, cậu muốn giúp tớ đi đưa kẹo cho những bạn nhỏ khác không? Tối qua tụi con được cho nhiều kẹo tới mức không ăn hết nổi hả? Dạ, dạ được. Oh, tụi con sẵn lòng chia sẻ với các bạn nhỏ khác là tốt bụng lắm. Cảm ơn Mila.
làm sao để cậu vui lên rồi. Phát minh của ta xong rồi, tới đây xem đi. Ta đã phát minh ra dưỡng chất trẻ hóa, giờ ta sẽ thử nghiệm trên trợ lý. Dễ thương quá. Vui quá. Ống nghiệm lộn xộn. Ta không biết chăm sóc trẻ con như thế nào cả. Thôi không, vô phụ. Cháu phải mang con bé về cho ba nó trong khi ta điều chế thuốc giải đi, vậy nha. Là con à Mila, ba không thấy con xuống cầu thang. Vì con vẫn còn trên này mà. Ủa, nhưng vậy ra con là mô phụ à? Đúng rồi. Chà Mila, cậu và mô phụ muốn đi chơi không? Mila, mô phụ không có nhà. Nhưng Mila chơi. Tốt quá, mình đi thôi. Trời không nhận ra đó là Mofo. Chào Mila.
chúng ta chơi trò gì đây Mila? Cậu lúc nào cũng toàn nghĩ ra mấy trò vui vui thôi. Phải. Đuổi bắt. Được rồi Mila, cậu trước nha. Cái gì? Cậu chỉ cần bắt được Sarah nữa thôi. Ủa, cậu ấy đâu rồi? Tớ mắc kẹt trên cây. Tớ không nghĩ là tớ sẽ tự xuống được. Mila cứu. Khoan, chờ một chút. Cậu không phải Mila, cậu là Morpho. Cảm ơn Mi Morpho. Xem nào, có vẻ Morpho không đi với nó. Đó không phải là Morpho sao? Nếu không có Morpho, bọn ta muốn dọc tụi nhóc này sao cũng được. Đám này nhỏ con thiệt. Thả ta ra. Cứ không làm gì được ta đâu. Trái banh này ở đâu ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chạy đi Stan ơi. Lại là Mila hả? Tha cho bọn ta đi. Cậu lừa bọn chúng hay lắm Morpho. Không có Morpho chán quá. Đi tìm cậu ấy thôi. Mày lo kìa. Ai không? Hả? Các người đây rồi. Như các người yêu cầu rất rất nhiều robot đây. Tuyệt vời. Ta rất vui khi các ngươi thích những con robot, nhưng ta muốn hỏi tại sao các ngươi lại cần tất cả đống này. Không có gì đâu giáo sư. Và xin cứ làm thêm nhiều con giúp chúng tôi nha. Mila, tôi muốn lấy lại xe đồ chơi. Xe đồ chơi? Tớ không giữ nó Troy à. Cậu có mà. Tớ thấy cậu lấy nó. Nếu cậu không trả thì tớ sẽ mét ba của cậu đó. Mila không giữ xe đồ chơi. Được thôi, cứ giữ đi. Troy, đợi đã. Cháu đây rồi Mila. Ta đang trên đường tới một cuộc hẹn quan trọng mà cháu lại ném bùm vào người ta là sao hả? Nhưng mà cháu có làm vậy đâu. Bây giờ ta phải về thay đồ. Nhưng chuyện còn chưa xong với cô đâu cô bé ạ. Kỳ quặc thật Morpho. Chúng ta phải tìm hiểu xem đây là chuyện gì. Biến hình thành máy bay trực thăng đi. Morpho, nhìn kìa. Mila gây rắc rối rồi. Hi, Morpho, đó đâu phải tớ. Tớ đây mà. Chắc chắn là robot. Đuổi theo nó Morpho. Biến thành nam châm. Hãy đưa nó vào tù. Cảnh sát Freeze sẽ biết cách xử lý. Chú cảnh sát Freeze, chúng cháu vừa bắt được robot mạo danh. Ý cháu là giống vậy đi hả? Dạ. Cái gì? Có bao nhiêu con vậy? Giáo sư, chúng tôi đang cần thêm nhiều robot. Tôi đang làm nhanh nhất có thể đây. Chắc chắn là robot đi hướng này. Ê,
kia nữa. Nhìn mấy la quá. Đi lấy kem cho bọn ta đi. Được thôi. Chúng ta phải lấy cái điều khiển đó, Morpho. Tớ có ý này. Đi theo tớ. Nhìn kìa, Morpho. 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 Bắt lấy nó. Ngươi đi đâu vậy, robot nhỏ? Cái gì? Tất cả robot bắt lấy bọn cướp. Cướp, cướp, cướp. Thì ra là ngươi đứng sau mọi chuyện. Ở đây chật chội quá, Stan ơi. Xích ra đi, đồ robot. Kem. Kem không. Cháu ném trúng rồi. Chúc mừng cháu đã trúng búp bê bằng bông nha. Wow. Morpho biến cánh tay khổng lồ. Chức tiệc trà linh đình nào. Mơ phọt làm cướp biển. Cậu có thể biến búp bê này thành người thật được không? Xin chào thợ xây Lauren. Chào anh. Có thể để Anime giúp tôi ở tòa nhà được không vậy? Được thôi. Chúng tôi sẽ trở lại sớm. Ôi không.
Nhanh lên nào Anemi. Ha 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 ha!